Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh cho biết, tại hội nghị Trung ương 6, ngoài việc thảo luận các đề án và ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ, kết luận của Trung ương về sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương còn thảo luận và quyết định một số vấn đề về xây dựng Đảng. Riêng về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần hội nghị Trung ương 4, sau hội nghị Trung ương 6 đã xuất hiện một số dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cả mặt thuận và không thuận. Ban Bí thư đã giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về vấn đề này. Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của hội nghị Trung ương 4, làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội để thực hiện tốt các công việc tiếp theo mà nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưu ý các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 6 khóa 11 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát quá trình học tập để việc quán triệt và triển khai nghị quyết được tiến hành một cách nghiêm túc, hiệu quả.